vậy mà sao mà mát được. Hello chị yêu. Rồi em đứng em sốc rồi cũng chết luôn, thấy chị đứng ở ngoài đường em không chịu nổi. Thôi đâu có sao đâu. Không được. Mình vô chỗ một thôi nha. Ok. Cảm ơn chị nhiều. Chị luôn mà. Em trên xe nói trời ơi, lúc nào gọi điện thoại chị á, nó sẽ trời cho một người có một giọng nói hay dễ sợ vậy trời. Tới giờ phút này em để nói một giọng nào để mà thuyết phục em chắc không có một giọng nào hết trơn. Danh dự không phải là nịnh hay là xịn nước hoa gì, trên chỉ còn đó nó bị ấn tượng từ nhỏ lớn rồi, là giọng mẫu nghi giọng siêu chuẩn này, quá trời hay luôn. Mà hồi nhỏ thế hay tới mức mà mê tới mức mà em còn phải bắt chước á, đọc theo những cái gì mà mình từng câu từng chữ nó trời ơi mình nhái ra đó. Chắc chắn là quý vị khán giả khắp nơi, nhất là các fan cô thừa biết rằng là Hưng là cái người chỉnh chu và tỉ mỉ và chi tiết kinh khủng khiếp luôn. Một cái áo, một cái quần của diễn viên phụ cũng phải đúng, phải đẹp, không được mất sự kiểm soát nào từ Hưng cả đó. Cho nên là ngay cả một cái giọng đọc mở màn để giới thiệu để mọi người ổn định chỗ ngồi thôi, Hưng cũng phải đích thân mời đại ngôi sao Tú Trinh đọc đó. Rồi đích thân tới đây để mà làm việc và cảm ơn chị. Giữa cô với anh Đàm Vĩnh Hưng nó có một cái mối dây thân thiết. Khi mà anh Đàm Vĩnh Hưng chưa có nổi tiếng nhất thì cô đã rất là có cảm tình với lại anh Đàm Vĩnh Hưng, và ai mời thì mình còn suy nghĩ, chứ còn anh Đàm Vĩnh Hưng thì lúc nào cô cũng sẵn sàng, bất cứ giờ phút nào anh Hưng gọi là phải có cô. À, chị cho em xin một chút gì đó hú hồn hơn xíu Tú Trinh, thiệt là xuất sắc Tú Trinh luôn nữa. Dạ rồi, thử ra chị ha. Thu. Hãng phim nhựa Tiếng Hát Việt xin gửi lời chào mừng đến quý vị khán thính giả đã đến tham dự xuất chiếu đặc biệt này. Mong quý vị ngồi đúng số ghế trên thiếp mời, không hút thuốc lá trong rạp, không gác chân lên ghế trước, không ăn quà xả rác. Xin quý vị không cười nói ồn ào trong lúc xem phim, nhưng phim hay phải vỗ tay nhé. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị bộ phim Ngày Em Thắp Sao Trời. Và bây giờ xin mời quý vị bắt đầu theo dõi bộ phim Ngày Em Thắp Sao Trời. Yeah. Thôi đó, nghe không? Nghệ sĩ lớn ta làm dựng cái một đó để... Hồi đó chị có đi coi cái live show của em ở chỗ câu lạc bộ Lam, chị đi với anh Công đó. Đúng rồi. Thì cái xưa đó chị rất là thích, từ vì bây giờ kiếm không ra. Bây giờ đây, ngày đó chị Trinh phải đi ngồi với coi. Ok. Nha. Dạ. Phải ngồi với coi với em chứ, chị đi với ai? Hai người đi, hai người, ok. Là hai người ha. Hai người. Em chuẩn bị nhé, cái ngồi coi. Nguyên cái Sài Gòn xưa, xưa không mà không có gì mới này hết trơn á. Từ Lắc Sơ Lơ nguyên chương trình live show nhạc xưa mà. Vậy nghe, cảm ơn chị nhiều lắm. Cái cách làm việc của anh rất là chỉnh chu về mọi việc, ngay cả những cái chi tiết nhỏ nữa. Thành ra cô bảo đảm cái live show ca nhạc này rất là hay. Và hãy đến với Ngày Em Thắp